tuần qua tại Aeon Mall đã diễn ra sự kiện Cool Japan World Trial, giao lưu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản nhằm giúp doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội kinh doanh. Diễn ra trong không khí sôi nổi và thân thiện, các doanh nghiệp Nhật Bản đã có dịp giới thiệu sản phẩm của mình thông qua sự kiện giao lưu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản do Bộ Kinh tế Nhật Bản tổ chức, diễn ra tại trung tâm thương mại Aeon Mall, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Các mặt hàng được giới thiệu cũng đa dạng và phong phú, từ thực phẩm, quần áo cho tới nghệ thuật thư pháp hay còn gọi là thư đạo, mang đậm màu sắc văn hóa Nhật Bản. Tham gia trong sự kiện này có nghệ sĩ thư pháp Yuka Satake đến từ Nhật Bản. Lần đầu tham gia sự kiện, cô Satake đã mang đến phần trình diễn thư pháp đặc sắc với cây cọ khổng lồ. Chữ cô tặng được tượng trưng cho sự năng động và trẻ trung của những người trẻ tại Việt Nam. Cô Satake cho biết, thông qua phần trình diễn thư pháp, cô mong muốn giới thiệu nghệ thuật thư pháp của Nhật Bản đến với người dân Việt Nam, từ đó góp phần tăng cường mối quan hệ giữa người dân hai nước ngày càng bền chặt hơn. Lần đầu tiên tham gia, tôi cảm thấy rất thú vị. Có nhiều doanh nghiệp và nhiều người tham gia sự kiện. Tôi rất quan tâm đến những sự kiện liên quan đến văn hóa và truyền bá văn hóa. Tôi sẽ tiếp tục tham gia nếu những sự kiện như thế này được tổ chức trong tương lai. Cũng góp mặt trong sự kiện lần này là nhà thiết kế Ayaka đến từ Nhật Bản. Cô quản lý và phát triển thương hiệu Giselle dựa trên ý tưởng đem đến cho phụ nữ những trải nghiệm như một nàng công chúa. Nhà thiết kế cho biết cô hy vọng sản phẩm của mình sẽ được người dân Việt Nam đón nhận và phổ biến rộng rãi. Tôi đã từng đến Việt Nam nhiều lần và từng tiếp xúc với những cô gái Việt Nam. Thông qua sự kiện này, tôi mong muốn được giới thiệu bộ sưu tập của mình và hy vọng các cô gái Việt Nam cũng được khoác lên mình những bộ trang phục dễ thương như những cô gái Nhật Bản. Sự kiện Cool Japan World Trial không chỉ thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp mà còn của đông đảo khách hàng đang tham quan mua sắm tại Aeon Mall.